Đấy, như vậy là cái người tôi nói nhanh, nó rất nhanh để chúng ta hình dung được là Python nó phân loại tham số và đối số như thế nào ở mức độ rất sơ khai nhé. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ phải có những cái chương trình khác, hay là chúng ta các bạn đọc thêm những tài liệu hơn nữa. Nhưng mà trước mắt tôi muốn nói sâu hơn một chút về cái phân loại tham số, và bước sau là phân loại đối số. Được chưa? Thì khi định nghĩa một cái hàm, chúng ta nhớ lại, bây giờ cho chúng ta có cái hàm print chẳng hạn, cho nhớ lại nhé. Cái hàm print là cái hàm mà nó chúng ta có thể in ra một giá trị nào đó. Đây. Ví dụ là A này. Đúng không? Còn là print nhé. Print đây, print là một này, hai này. Như này là sẽ in ra ra giá trị là một và hai. Và in xong thì con trỏ nó sẽ nhảy xuống dưới. Còn nếu mà tôi dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh print này, 1,2 phẩy n bằng thì sau khi in số 1,2 thì con trỏ nó ở bên cạnh số 1,2 là nó không xuống dòng. Thì như vậy là cái n này này, nhưng mà cái n nó chính là một cái tham số của cái hàm print. Ở trong cái lệnh này thì cái tham số n này nó không 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 có mặt, còn ở trong cái này là tham số n là có mặt. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta chú ý ở đây nhé. Như vậy là đây là một tham số, 1,2 này cũng là tham số, n cũng là tham số, nhưng mà cái 1,2 là những tham số mà bắt buộc phải có mặt ở trong cái hàm print. Còn cái tham số n này không bắt buộc phải có mặt. Do đó ở trong Python thì cái tham số chúng ta chia làm hai loại như sau. Cái tham số mà chúng ta khai báo cái hàm đó, tham số chúng ta có hai loại. Một là tham số bắt buộc, là tham số này bắt buộc phải có khi chúng ta khai báo hàm. Tham số bắt buộc, và hai là tham số không bắt buộc, cái gọi là tham số lựa chọn. Thấy chưa? Thế như vậy là khi mà khai báo một cái hàm là bao giờ nó có hai loại như này, và chúng ta thấy thông qua cái lệnh print cho chúng ta thấy ngay nhé. Print mà các giá trị như là v1, v2 là những cái tham số mà bắt buộc phải có mặt ở trong đó, nhưng tham số n thì là không bắt buộc phải có mặt ở trong cái hàm, trong cái lệnh print. Khi tham số n mà không có mặt thì người ta hiểu là cái n này chính là cái mặc định n là cái n chính là cái này, mặc định n chính là cái hiệu này, là chỉ xuống dòng. Tức là khi in xong cái này thì nó sẽ xuống dòng, chỉ là chéo n. Thì đây là dạy thoát này. Đó, đây là giá trị mặc định của cái hàm print. Khi chúng ta viết như này thì là n là hàm cái n thay đổi là một cái dấu cách như thế này. Được chưa? Đó, cho nên chúng ta chú ý nhất đây, tôi làm một cái hàm, tôi định nghĩa một cái hàm như này. Ví dụ nhé, tôi định nghĩa như hàm như sau. Def thị thừa nhé. À, tôi muốn là tính cái hàm A mũ N. Nhưng mà đây N thì viết như này, N thì viết là bằng 2. Đấy. Tôi viết như này nhé. Thì A là tham số bắt buộc, còn B là N là tham số không bắt buộc. Như vậy là khi khai báo thì tham số mà viết không như này thì người ta gọi là tham số bắt buộc, còn tham số mà có dấu bằng vào một giá trị thì tham số này là tham số không bắt buộc. Thì ý nghĩa là như sau nhé, ý nghĩa là như này. Đây, return return A mũ N, A mũ N này. Bây giờ tôi làm chuyện tôi viết nhầm là nút thừa thôi, không sao. Gọi là cái hàm là gì, gọi cái hàm biến là 15 thế này. Khi tôi gọi hàm nhé, khi tôi gọi một hàm thì cái tham số n là này là không 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 có mặt, không có đối số này, thành bên này đối số không có mặt nhé. Vì vì là cái đối số này là cái tham số này là tham số không bắt buộc, cho nên có thể là không có mặt. Khi không có mặt thì máy nó hiểu rằng là chính là n bằng 2, nhưng cái hàm này nó trả lại chính là 15, 15 mũ 2 là m225. Khi tôi viết là đầy đủ ra là vị thừa là 15 mũ 5 chẳng hạn, 5 thì trả lại là 15 mũ 5. Thì như vậy là
Khi khai báo thì đây là như vậy, là khi khai báo mà chúng ta chỉ ghi mỗi tham số này không thôi thì tham số nó gọi là tham số bắt buộc. Còn tham số lựa chọn là tham số này là tham số sau đó dấu bằng sau đó là một giá trị, thì ý nghĩa là như sau. Ý nghĩa là nếu tham số này mà có mặt đối số ở đối số khi gọi hàm thì chúng ta truyền giá trị đúng là và đúng là cái giá trị của cái tham số đó. Còn nếu tham số này mà vắng mặt thì máy tự động truyền cái số 2 này vào. Đã hiểu nhỉ? Như vậy là mặc định chính là n bằng bằng 2. Đó. Chúng ta có hiểu không nhỉ? Thì như vậy ghi tôi gọi là lũy thừa như thế này đúng không? Lũy thừa là 10 này thì nó là 10, là 10 bình phương. Thứ nhất là 10 mũ 3 như này thì là 10 mũ 3. Thì ý nghĩa của nó là như vậy. Như vậy những cái tham số mà làm số mà làm lựa mà là gọi tham số lựa chọn ấy là tham số mà không bắt buộc phải có mặt. Nhé. Thì như vậy là khi khai báo là như sau nhé. Khi khai báo thì khai báo một cái hàm S. Đúng. Thì nó có cái tham số ví dụ như là V1, V2, VK. Thì những cái này là cái tham số bắt buộc. Bắt buộc. Còn khi tôi viết là T1 bằng K1, thấy T2 bằng K2, vân thì những tham số này là những tham số không bắt buộc, tham số lựa chọn. Như vậy là đối với tham số thì ở trong Python nó chia làm hai loại. Một loại là tham số là bắt buộc, là tham số gì, tham số mà khi gọi hàm bắt buộc phải có nó khi 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 gọi hàm. Còn tham số lựa chọn là tham số mà khi gọi hàm có thể bỏ qua, không 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 cần có các cái đồ số này nữa. Là khi bỏ qua thì máy sẽ tự động hiểu, tự động hiểu chính là cái này, chính là cái nó chính là bằng cả. Được chưa? Như vậy khi mà tôi định nghĩa cái hàm là đây, cái hàm định nghĩa lại cái hàm nhé, là cái dép là lũy thừa như thế này, thừa a n bằng 2 đúng không? Đúng không? Thì khi tôi gọi hàm, khi tôi gọi là lũy thừa 5 thì máy tự động hiểu gì? Máy tự động hiểu là 5 và 2, tự động hiểu như vậy. Vì 2 là mặc định mà. Cho nên là chỗ này khi mà gọi lũy thừa 5 thôi thì máy tự động hiểu chữ 5 mũ 2. Đấy. Còn tôi muốn mô tả cụ thể là 5 mũ 5 5 mũ 6 thì tôi phải ghi rõ là lũy thừa 5 mũ 10 chẳng hạn. Ghi rõ ra như thế này. Mặc dù có tham số này là tham số lựa chọn nhưng mà tôi ghi rõ ra như vậy là đúng đó. Còn nếu tôi bỏ nó đi thì hiểu nó chính là số 2. Đấy. Như vậy cái tham số lựa chọn là tham số là gì? Là khi mà dùng để gì, để mà ghi lại cái giá trị mặc định của nó, mặc định của nó. Cho nên mà khi mà tôi gọi nhanh tôi không cần nhé. Như vậy cái hàm green của chúng ta đấy, cái hàm green nhé, cái này của chúng ta là nó có cái tham số value là tham số là bắt buộc, tham số n là tham số là lựa chọn, thì n lựa chọn của nó mặc định là chéo n là chính là số dòng. Mà còn thấy không nào? Nó còn có hai tham số, ba tham số lựa chọn nữa, tham số xếp xếp là cái tự cách, và tham số là file. Cái file này thì lát nữa là cái mục sau tôi sẽ nói khi chúng ta làm việc với các cái tệp dữ liệu. Như vậy là cái lệnh print là nó có rất nhiều, như tôi mô tả lại lệnh print nhất đề heo là kiểm tra lệnh print của chúng ta, heo là để kiểm tra cái phát lệnh print. Đây chính lệnh print này, nó là lệnh này này, thấy không nào? Thấy nhá. Như vậy lệnh print này nó có mà các cái value ở đây chính là các tham số bắt buộc, tham số set, tham số là lựa chọn một, tham số n lựa chọn hai, tham số file lựa chọn ba, và tham số flush lựa chọn bốn, thấy không nào? Có rất nhiều phức tạp, nhưng thực tế chúng ta chỉ hay dùng là cái value là một này và cái n thôi. Cái n này mà chúng ta không để không có n ấy thì máy hiểu là khi in xong là xuống dòng vì đây là chữ n. Còn chúng ta ghi rõ là n bằng dấu cách thì máy hiểu là in xong sẽ hiển thị dấu cách ở phía dưới. Nhưng mà cái n này là gì? Cái n này là cái n này là cái string mà bổ sung vào cuối của các value khi mà chúng ta in. Đấy, ghi rõ ở đây cái n này. Còn cái set này là mặc định của nó là dấu cách, tức là mặc định giữa các value này này, các giá trị này là in là cách nhau bởi dấu cách, được chưa? Đấy. Lấy ví dụ nhé, khi mà chúng ta in như này này, khi chúng ta print cái tự một này và cái tự không,
này nhé, ra này, máy sẽ in là một trong cách với là không, một cách không. Nếu tôi muốn in liền vào nhau tôi làm như nào? Dùng này, dùng lại là print 1,0. Sau đó tôi dùng cái tham số này, chỗ này này. Đấy, dùng sao tôi dùng là cái là set tự rỗng đó, thì lệnh này nó sẽ in ra một và không cách nhau bởi cái set này là cái từ set là separator là in ra là rỗng, suy ra là một sẽ in liền với không, enter nhé, thì một in liền với không, bạn hiểu không nào? Như vậy là set cái set là một cái tham tham số lựa chọn của cái hàm print, end cũng là một lựa chọn của hàm print, được chưa? Đó. Vậy rất là hay đúng không? Thôi được, cái đồ số tôi nói xong. Bây giờ tôi là trước khi kết thúc tôi mang thêm ý nghĩa nữa đi, ý nữa nhá. Bây giờ tôi tạo ra một cái hàm là cái hàm không có chẳng là trả lại nhé. Thì tôi lưu bị cái hàm f như này thôi. Đấy. Là tôi tạo một hàm rỗng. Thôi được, tôi dùng một ba này nhé. Nhưng hàm f là hàm mà không có giá trị trả lại, được chưa? Không có, không 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 có giá trị trả lại nhé. Thì bây giờ tôi gọi f đây, tôi gọi f là như này, một hai ba. Bây giờ tôi giả sử tôi gán x gì bằng f không thì như thế nào? Đấy. Nào. Vì sao lại gắn được cái này, cái này rất là hay nha, vì kể tôi thêm vì sao lại gắn được, bởi vì ở trong thật ra là f mặc dù f không trả lại giá trị nhưng mà thực chất là vẫn có, cho nên gắn được cho x và với tôi kiểm tra những x này không cả time chỉ ra là kiểu dữ liệu gì nhá, x chính là kiểu gì, chính là kiểu dữ liệu là non time. Đây, các bạn thấy không nhỉ? Như vậy là chúng ta lại phải ra thêm một cái lệnh nữa, một cái điều nữa là ở trong Python có một kiểu dữ liệu rất đặc biệt có tên là non time. Kiểu dữ liệu này nó chỉ có một giá trị thôi, là giá trị là non, là non. Thì tôi viết x gì, viết x gì nhá, x gì đây bằng non, hai dấu thôi, non non nhá. Đây. À, như vậy là gì? Như vậy chúng ta vừa phải thêm điều nó rất là hay là như thế này, là ở trong Python ấy thì nó có một kiểu dữ liệu đặc biệt. Kiểu dữ liệu này nó gọi là kiểu dữ liệu là rỗng, kiểu dữ liệu không là gì cả, kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu có tên là non-time. Non-time. Và kiểu dữ liệu này là chỉ có một giá trị thôi. Có một giá trị thôi là có tên là non. Mà non này là gì? Non này là một cái là một từ khóa nhé. Từ khóa. Chúng ta không thể đặt một cái biến tên là năn được, năn là một từ khóa, nó có ý nghĩa tương tự như là cái từ nun và từ nin ở trong từ nun ở trong C và từ nin ở trong trong Pascal. Các bạn có nhớ lại đi, ở trong Pascal mà chúng ta tạo một con trỏ chỉ vào cái bên địa chỉ rỗng thì nó gọi là nin đúng không? Thì thằng này nó gọi là năn. Thì cái năn này thực ra cái năn này là cái mà cực kỳ quan trọng ở trong Python đấy. Tôi nói luôn là lớp 10 là chúng ta chỉ học phần Python cơ bản thôi, chúng ta không dùng một tí nào đến cái năng này. Nhưng sang 11 khi mà học sinh mà chọn chuyên đề học máy tính ý, thì học đến thuật toán, thì nhắc đến thuật toán thì phải dùng đến cái năng này, cho nên là đến sang năm 1 là có dùng đến cái năng này rồi, thì chúng ta có thể là biết trước một chút. Nhưng mà kiểu dữ liệu năng khai là tên của dữ liệu, mà kiểu dữ liệu nó chỉ có một giá trị thôi là giá trị là năng. Nhưng mà khi mà tôi viết là x gì đây bằng cái hàm như này thì là cái là x chính là năn đây. Vậy suy ra gì? Vậy suy ra là tất cả các cái hàm mà không trả lại giá trị thì nó sẽ trả lại giá trị là năn. Thì tôi vẫn thêm một định nghĩa đấy nhé. Như vậy là tất cả các cái hàm như vậy là các cái hàm mà không trả lại giá trị, không trả lại giá trị của Python, tức là cái hàm mà không có cái từ khóa là return giá trị thì suy ra là vẫn trả giá trị, và hàm này hàm các cái hàm này là sẽ trả lại giá trị duy nhất là năm nhé. Thì năm nghĩa là rỗng đấy, thì năm như vậy mình vẫn trả lại giá trị nhé, nhưng mà là giá trị năm. Đấy, chúng ta chú ý ví dụ chính là hàm print đấy, hàm print mà chúng ta biết là bây giờ tôi biết là a bằng in 1 2 3 như này.
Thì cái A này nó là năn, cái A này này nó là năn mật độ, năn 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 đấy, A bằng Q. Thế hôm nào à, là cái kiểu dữ liệu năn nè, không chỉ A thì A y sầm năn, có ăn nó có năng gọi là su. Cái năn này, cái mà thằng năn nó làm một giá trị, nhưng đồng thời nó làm một đối tượng duy nhất của cái đối tượng duy nhất của cái kiểu dữ liệu này, và nó là và cái a, khi mà tôi biết là a bằng print hay là a bằng một cái hàm bất kỳ mà hàm này không có gì trả lại, không có từ hóa return, thì suy ra rằng a này chính là đối tượng năn, chính là đối tượng là thuộc kiểu năn khai mà chính là bằng năn nhé. Là tôi nhắc lại là năn là nó tương tự như là nun hay là nin ở trong mà là rỗng, nó là một đối tượng rỗng, đối tượng rỗng. Hàm bool, hàm hàm bool của năn này là bằng 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 con. Năn này là một cái mà năn này là một cái từ khóa, năn này bằng 2 6 lỗi ngay, nó không được khai báo cái biến có tên là năn, và năn là cái là một từ khóa trong Python, được chưa? Đã, như hôm nay là cái buổi mà tôi có một cái buổi mà nói về hàm và tổng kết những cái điều cơ bản nhất về hàm nhé. Thì sang buổi sau chúng ta bắt đầu ôn tập sâu hơn về hàm, và nếu có thời gian tôi sẽ nói những cái điều sâu hơn nữa. Còn hôm nay cũng chỉ nói những điều rất là cơ bản và gần như tương đương với cái sách giáo khoa. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Tôi dành thời gian tôi sẽ về, tôi sẽ lát nữa tôi sẽ phải kiểm tra lại xem vì sao cái Zoom của tôi nó lại bị mất thời gian như vậy. Chúng ta nghỉ nhé. Em chào thầy. Nhiều thì các bạn cứ hỏi Chào lên thầy. lên nhóm nhé. Em chào thầy. Chào các bạn.